Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về, đó là chiếc Hyundai Galloper sản xuất năm 2003, tải van, xe máy dầu, số tự động, 2 cầu. Sản xuất năm 2003, biển 26 Sơn La, 26D00188. Vâng. Toàn bộ chiếc xe thì sau 18 năm sử dụng rồi mà toàn bộ chiếc xe về thân vỏ thì cũng khá là đẹp, không có dấu hiệu bị đâm xô. Xe màu bạc, nhập nguyên chiếc Hàn Quốc. Quý anh chị nào mua về đi chơi ở plot thì khá là tiện, với giá tiền hơn 100 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc Hyundai Galloper 2003. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lần chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về, và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Anh chị em nào mà có nhu cầu bán xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Vâng, địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, ngay đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Về chiếc xe thì bên em vừa mới lấy về, chỉ có một số điểm trời xước cơ, khá là bé, thì toàn bộ sau 2 hôm em cho vệ sinh. Và đây là một số điểm trời xước của các ba đợt sốc. Đấy, lấy trực tiếp từ nhà chủ về, quay mộc luôn cho quý anh chị xem. Toàn bộ chiếc xe thì lốp còn khá là dày. Đây là cái lốp của chiếc xe, với cái gân lốp đây, quý anh chị xem này, lốp còn khá là dày, là răng đúc và bán máy dầu. Đấy, toàn bộ phần gầm này rất chi là khô ráo, và lốp, một dàn lốp rất chi là mới. Xe 2 chỗ và chở được 500 kg. Đây là toàn bộ khoang chở hàng phía sau, và nội thất bên trong trần khá là đẹp. Toàn bộ các cái phần cánh cửa đây, cốp sau của chiếc xe chỉ zin hết toàn bộ, và phần gầm phía dưới, cảm biến lùi, toàn bộ phần gầm phía dưới này khá là đẹp và nguyên zin. Phần gầm thì em chạy thử khá là chắc chắn, không bị dí mọt gì. Toàn bộ các cái đèn hậu của chiếc xe thì sau 18 năm sử dụng thì đều chắc chắn và đèn zin. Cột của chiếc xe đây không có dấu bị mọt hoặc là theo thời gian không bị đâm xô. Đấy, hai bên cột khá là đẹp. Bức vách này, nguyên zin. Trần thì nguyên bản từ đầu. Và xe sử dụng hộp số tự động 2 cầu. Đây là hộp số tự động của chiếc xe 2 cầu. Ghế da theo xe khá là đẹp. Toàn bộ táp ly mới, với vô lăng nguyên thủy từ đầu. Xe sử dụng máy dầu 2.4, đi khá là tiết kiệm. Toàn bộ bàn đạp phanh ga của chiếc xe nguyên zin. Và các cái tay nắm cánh cửa đây khá là mới và đẹp. Táp ly cánh cửa cực kỳ đẹp, rất chi là mới. Kính không có dấu hiệu bị rạn nứt, và toàn bộ vô lăng, tapi bên lái đây, cánh cửa bên lái này nguyên zin, không có dấu hiệu bị mọt gì. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Phần đầu, toàn bộ ốc phần đầu cũng khá là đẹp. Toàn bộ
cabo này, chỉ zin, tem mác của nhà máy nhập Hàn Quốc. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây, toàn bộ động cơ, máy dầu chạy khá là êm. Nói chung là máy số này chạy cũng khá là ổn định, quý anh chị yên tâm. Vâng, vừa rồi em Lội vừa qua giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Galloper sản xuất năm 2003, số tự động, hai cầu, máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại em để phía dưới 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.